Kimberly xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với Mini Me Planet Cuộc Sống USA ở Houston, Texas. Hôm nay Kimberly sẽ đưa các bạn đi coi nhà ở tiểu bang Texas. Ở đây coi nhà nó như thế nào ha. Thì có cái căn nhà ở phía trước nhà của Kimberly ở xóm á, người ta list lên người ta bán. Thì cái căn nhà này á, là họ bán là 359.000. Thì đối diện bên nhà của Kimberly luôn. Thì cái người chị của Kimberly muốn đi coi để mà chị của Kimberly chuyển về ở đây. Thì bên đây là nhà của Kimberly đang đứng ở ngoài cái gara. Thì ở bên đây cái căn nhà này, ngay góc này là họ đang để họ đang listen họ bán. Hai ông bà này là về hưu rồi thì muốn bán để mà đi về cái căn nhà trong cái khu hưu trí á, người ta ở. Thì bây giờ Kimberly sẽ cùng với anh chị và các bạn đi qua để mình đi coi trong cái căn nhà này, coi phòng ốc như thế nào ha. Thì cái kiểu nhà đó giống như là của Kimberly vậy đó. Nhưng mà hồi trước, 10 năm trước á, thì mình mua với cái giá nhà nó không có mắc như bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì cái giá nhà nó mắc hơn, nó người ta đang list lên người ta bán là 359.000 đô á các bạn. Thì Kimberly không biết là bao nhiêu tỷ ở bên tiền Việt Nam. Ở đây là ở phía trước nhà của Kimberly, nó đang có cái cây bông này là cái gọi là bông gì ta, tường vi á các bạn. Nó đang ra bông vậy nè, đẹp chưa. Kế bên là Kimberly có cái cây cây hồng á. Cái cây này là cái cây cây đào hồng đào. Cái này là cây đào Kimberly trồng cũng mấy năm rồi mà nó chưa chịu có trái nữa đó. Thì ở chung quanh ở phía trước là cái khu xóm nhà của Kimberly nè, cũng yên tĩnh lắm các bạn, không có ồn ào. Giá nhà ở bên Houston này á thì nó tương đối là cũng rẻ đó các bạn, nhưng mà nhà ở bên trong á cũng rộng rãi chứ không có chật. Thì nếu mà anh chị và các bạn nào có ý định muốn dọn qua bên Texas này sinh sống á, thì dọn qua có thể ở gần Kimberly nè, làm hàng xóm chạy qua chạy lại ha. Rồi giờ thì mình đi qua bên đó, Kimberly sẽ dẫn các bạn đi ha, và mình coi thử trong nhà có như thế nào nha. Kimberly cố gắng nhất có thể để giữ cái tay của mình không có bị rung. Các bạn nếu mà có rung á thì các bạn cũng thông cảm với Kimberly nha. Tại vì này là Kimberly đang quay bằng cái điện thoại nè. Mấy cái căn nhà ở trong xóm nè các bạn đó. Thì cái căn nhà này, cái khu trong đây các bạn, người ta xây cất là cái năm 2008. Lúc đó là Kimberly mua lúc đó là chỉ có 250.000. Lúc đó là mình chưa có upgrade lên. Và đây là người ta đang đăng bảng người ta bán nè. Rồi sau 10 năm, 11 năm thì bây giờ cái giá nhà nó lên đó các bạn. Là họ list là 359.000. Ở đây là phía trước cửa nè. Kimberly sẽ mở cửa đi vào. Hello. Yes, I just do a video record a little bit and then I'll get to going around touring. Is it okay? Và cái phòng ở bên này á, phòng này là cái phòng phòng khách nè các bạn. Phòng khách thì cái chu vi của họ như đây. Cách ông bà này trang trí cũng đẹp. Ở bên này Kimberly đi cho các bạn xem ha. Ở bên này là cũng giống nhà Kimberly, bên này là cái để giày dép.
thì ông bà này vẫn còn ở trong này, họ chưa có dọn ra. Ở đây là cái phòng living, cái living room đó các bạn. Cái kiểu kiến trúc nhà này y hệt nhà Kimberly, không khác chút nào hết. Bên này là cái nhà bếp đó các bạn. Và ở đây là cái nhà bếp, thì bên này chính giữa họ có cái Kitchen Island. Nó nằm ngay chính giữa ngay đây. Cái nhà này cái diện tích nhiêu? Cỡ vòng vòng 2,250 square feet. Kimberly ở thấy cái nhà này nó giống cái kiểu y như nhà của Kimberly, nhưng mà không có biết nhà mình là bao nhiêu square feet luôn á các bạn. Đó, ở đây là cái bếp nè. Bếp thì ông bà này làm cái màu granite này cũng đẹp ha. Rồi bây giờ Kimberly sẽ đi vào bên đây là cái bếp ha, đi vào bên trong để Kimberly coi mấy cái phòng ngủ như thế nào ha. Bên này là cái phòng, cái restroom cho khách đi đó các bạn. Còn ở bên này là cái phòng máy giặt, máy sấy ha. Và cái cửa này là cái cửa đi ra ngoài gara. Cái phòng khách đó rất là rộng luôn. Cửa bên sau để đi ra ngoài cái patio. Thì giờ thì Kimberly sẽ đi vào ở trong cái bathroom, cái phòng ngủ các bạn, để Kimberly cho các bạn xem ha. Ừ, giống kiểu nhà của mình. Kimberly nghĩ là cái master bedroom nó nằm bên này nè. Đây là cái master bedroom. Để Kimberly vào trong ha. Đây, cái master bedroom thì nó rộng như vậy nè các bạn. Ở bên trong nó có cái bồn tắm nằm. Và ở bên này nó có cái bồn rửa mặt. Và ở đây nó cũng có cái bồn rửa mặt hai cái. Và cái phòng tắm đứng á các bạn. Cái phòng tắm đứng. Còn ở bên trong thì bên trong này là cái toilet, cái restroom. Rồi bây giờ Kimberly sẽ quay tiếp những cái phòng kế bên cho các bạn xem nha. Và ở đây là cái phòng quần áo á các bạn. Nó rộng như vậy nè. Cái này là cái master bedroom cho nên cái phòng nó sẽ rộng hơn mấy cái phòng kia. Và bây giờ Kimberly sẽ qua bên cái phòng nhỏ ha. Thì cái nhà này là có ba cái phòng ngủ các bạn. Và đây là cái phòng tắm nhỏ ở bên ngoài. Kế bên đây là một cái phòng ngủ nữa nè các bạn. Cái phòng ngủ. Thì mỗi một cái phòng ngủ như vậy, bên trong sẽ có một cái phòng quần áo. Rồi, giờ thì Kimberly sẽ qua cái phòng kế bên cho các bạn xem ha. Đây là cái phòng này là mình có thể mình làm cái phòng ngủ, hoặc là mình có thể làm cái study room, cái phòng học á các bạn. Mình có thể mình làm được cả hai. Thì cái này có thể cái phòng ngủ cũng được, tại vì bên trong này nè
là cái đó là cái closet mình có thể mình đựng quần áo đây. Và cái cửa, hai cái cửa này nè, khác với nhà Kimberly tại vì cửa này khác tí xíu là nó kín lại đó, còn bên nhà của Kimberly thì nó có kiến, mình nhìn ra mình thấy được. Đó là căn nhà này là 3 phòng, coi như là 2 phòng ngủ, 1 phòng study room. Nhưng mà mình có thể mình làm cái phòng ngủ cũng được, là coi như là 3 phòng. Và bây giờ Kimberly sẽ ra phía sau vườn cho các bạn xem ha. Thì ở phía sau này là cái patio. Đây, bên này là cái phía sau giường, mình có thể mình ra mình ngồi, mình để cái bàn cà phê mình uống vào mỗi buổi sáng nè các bạn. Thì cái khung cảnh ông bà này trang trí thì nó như thế này nè. Ở trên nó có cái mái che đó các bạn, cái mái che nó che ra như vậy nè, thì mình ngồi mình không có sợ là mình bị mưa ướt hay gì hết đó. Ở đây là có một cái bàn họ trang trí để ngồi buổi sáng mình ngồi mình uống cà phê, rất là lý tưởng luôn đó. Và cái diện tích ở phía sau cái đất ở này nó rộng lắm. Nó rộng thì mình có thể mình trồng được nhiều cây luôn á các bạn. Đây nè các bạn thấy không, phía sau cái backyard đó là nó rộng như thế này nè. Ông bà này thì không có trồng nhiều cây cối gì hết, không có trồng cây ăn trái giống như Việt Nam mình thích trồng cây ăn trái, ông bà thì trồng bông thôi. Đó. Đó là cái căn nhà này là 359.000 ha. Anh chị và các bạn nào ở tiểu bang khác mà muốn dọn qua bên Texas ở thì có thể mua cái căn nhà này để mà ở kế Kimberly nha. Rồi thì Kimberly chỉ đi tour cái căn nhà vòng vòng một tí xíu cho anh chị và các bạn xem. Xem cho vui để biết cái nhà ở tiểu bang bên Texas Kimberly ở giá nhà nó như thế nào và cái căn nhà nó rộng nhỏ như thế nào đó, thì các bạn có thể biết được một tí xíu để mà có thể nếu mà có ý định dọn qua bên Texas ở, tại vì cái khí hậu bên đây nó không có lạnh lắm. Rồi thì bây giờ Kimberly chia sẻ cái video tới đây cho anh chị ha. Kimberly cảm ơn anh chị và các bạn theo dõi cái video này ha. Giờ Kimberly xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp anh chị và các bạn vào những cái video tới nha. Nếu mà anh chị và các bạn nào yêu thích cái video mà Kimberly chia sẻ đó thì xin hãy đăng ký kênh cũng như bấm vào cái nút chuông để nhận được thông báo về những cái video mới mà Kimberly chia sẻ ha. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại vào những cái video tới.